Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shinray Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay cái tạp chí review xe của Shinray Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm là Đông Ben 1021, hay có một cái tên rất dễ nhớ hơn, đó chính là cái xe tải Đông Ben 870 kg. Cái sản phẩm đó ở trước mặt các bạn đây. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà nhà máy xe Đông Ben Việt Nam bán rất là tốt. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm đó, và nó có một cái màu sắc khá là lạ so với những cái sản phẩm mà các bạn nhìn thấy ở trên thị trường. Bởi vì cái sản phẩm này có một cái màu xanh Forerunner với ba cái tùy chọn màu cơ bản của cái dòng sản phẩm này. Thứ nhất là cái màu trắng như cái sản phẩm này đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là trắng sữa. Thứ hai là màu bạc, và thứ ba là cái màu xanh là xanh nước biển. Còn cái màu xanh Forerunner này là khách hàng sẽ phải tùy chọn và sẽ phải mất thêm cái chi phí để sơn cái sản phẩm này. Dĩ nhiên nó là sơn chính hãng của nhà máy thôi, với chất lượng sơn không khác gì các cái sản phẩm với ba màu mặc định. Thì mình chưa từng làm một cái video về cái sản phẩm Đông Ben 1021 có cái thùng mũi bạc nào. Mình đã từng làm cái video về cái thùng kín kia, cái xe trắng thùng kín kia, và một cái thùng lửng. Thì hôm nay mình sẽ làm về một cái thùng mũi bạc. Thì cái thùng mũi bạc này là một trong những cái sản phẩm thùng mà cái sản phẩm này bán nhiều nhất trên thị trường, người ta cũng mua nhiều nhất, khách hàng cũng mua nhiều nhất đấy, cái thùng mũi bạc này. Dĩ nhiên là cái thùng lửng cũng sẽ có những cái thị phần khách hàng người ta sẽ mua, thế nhưng mà hiện tại là cái thùng mũi bạc này là bán chạy nhất. Thì mình sẽ giới thiệu qua đến các bạn một số các cái đặc điểm, nó cũng chẳng khác gì so với những cái video trước mà mình làm. Vẫn là một cái chiếc Đông Ben 1021 với cái trọng tải là 870 kg. Với cái sản phẩm này là 870 kg, với cái sản phẩm thùng lửng thì nó sẽ tăng lên, trọng tải nó sẽ cao hơn, và cái thùng kín thì nó sẽ giảm đi, tại vì cái tải trọng của cái thùng nó cũng sẽ được tăng lên khi mà mình chọn thùng kín, nó sẽ giảm cái tải của mình xuống. Thì chúng ta vẫn sẽ có một cái ngoại thất rất là nổi bật như này. Chúng ta sẽ có một cái ta vẫn có một cái vẻ ngoài rất là hầm hố, trông đúng chất xe con. Chúng ta có cụm đèn bi xe lông thì giúp cho chúng ta sáng hơn trong cái điều kiện di chuyển, trong cái lúc bị thiếu sáng như là trời tối. Ở đây chúng ta có đèn sương mù, ở đây là sẽ có cái rơ móc để chúng ta có thể là cứu hộ. Vâng, ở đây chúng ta sẽ có hai cái đèn hồng như thế này, gương. Thì tất cả các cái sản phẩm Đông Ben 1021 của đời 2019 hiện tại thì nó đã đều được trang bị kính điện, điều hòa hai chiều, và cái trợ lực lái điện tử. Mình sẽ vào trong cho các bạn xem qua. Có một cái điểm mà mình thích ở cái sản phẩm Đông Ben 1021 này là hãng cũng trang bị mặc định cho các cái sản phẩm này cái ghế da này, cho chúng ta rằng với những cái người dùng mà hay vận chuyển về các cái mặt hàng nó hơi mất vệ sinh một chút, thì nó cũng không gây ra cái tình trạng khó vệ sinh cái ghế. Thì cái sản phẩm này được trang bị ghế da. So với những cái sản phẩm đắt tiền hơn như X30 hay là T30 thì vẫn chưa được trang bị ghế da, nhưng cái sản phẩm này đã được trang bị rồi. Chúng ta có điều hòa hai chiều, ta có một cái cabin rất là hiện đại. Với cái giá tiền này thì các bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ một cái sản phẩm nào ở trên thị trường có cái nội thất nó theo cái hơi hướng xe con như thế này. Chúng ta sẽ có cụm đồng hồ rất là đầy đủ thông tin, vô lăng ba chấu. Khóa này thì bên mình cũng có tùy chọn khóa điện cho khách hàng, thì nó sẽ phải mất thêm một số chi phí. Mặc định của nhà máy thì chúng ta chỉ có khóa cơ như này thôi. Đó. Ok, chúng ta có đài FM radio. Đài FM radio này có thể là kết nối với điện thoại để phát nhạc, chứ vẫn chưa có cái cổng USB để cắm như các cái sản phẩm cao hơn. Đó, sạc tẩu thuốc. Ok, hệ lấy gió, điều hòa, đèn trần. Trần này thì được bọc lỉ, chất lượng thì mình chưa thấy ai phản ánh. Cái sản phẩm này hiện tại ra mắt thị trường được khoảng 10 năm nay rồi, mình cũng chưa thấy ai phản ánh về cái vấn đề phàn nàn về cái trần. Ok, kính, gương, mọi thứ vẫn giống như các cái sản phẩm Đông Ben 1021 khác mà mình đã từng giới thiệu. Thì cái sản phẩm này chạy cái động cơ là 1050cc, là 1.0 lít.
Với cái công nghệ Euro 4 bảo vệ môi trường, mặc định thì các cái sản phẩm xe tải và xe tải van thị trường hiện tại bắt buộc phải đạt được cái tiêu chuẩn Euro 4 này. Ở đây là cái chỗ để tiếp xăng. Ở đây bên mình cũng ghi rất rõ ràng là em xuống xăng thôi để tránh các trường hợp là khách hàng đổ nhầm dầu. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống lốp, hệ thống nhíp treo và cái dẫn động cầu. Nó giống như các cái sản phẩm khác thôi, chúng ta sẽ có một cái thùng giống bất kỳ một cái xe tải nào trên thị trường, chất lượng đều là tương đương. Thùng rất là chắc chắn và cứng cáp để yên tâm cho khách hàng sử dụng một thời gian dài mà không phải lo lắng về cái chất lượng của cái thùng này nó sẽ bị đi xuống, các bạn hoàn toàn yên tâm. Ok, đằng sau không có gì khác biệt cả. Logo Đông Ben được dán để can lên như thế này. Hệ thống đèn xi nhan đằng sau, đèn phanh. Ok, mình sẽ mở qua cái cốp này cho các bạn xem qua. Xin lỗi các bạn về cái sản phẩm này, bên mình để ở trên bãi. Và những cái sản phẩm này thì khi đi giao đến tay khách hàng thì bên mình sẽ dọn dẹp. Rồi, như vậy là mình đã đi qua về một số các cái điểm của cái dòng sản phẩm Đông Ben 1021 này. Hiện tại Đông Ben 1021 hay còn gọi là phiên bản Đông Ben 870kg ở trên thị trường là một trong những cái sản phẩm có giá trị và hiệu năng sử dụng rất là tốt. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi trang bị cái sản phẩm này, thì khách hàng có thể là lấy lại vốn chỉ trong vòng 1 đến 2 năm. Thì có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Giờ xin chân thành cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.